Alo, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Cao Minh Đức, là CEO của công ty. Tới này nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ ngày 8 tháng 3, bên cửa hàng chúng tôi có chương trình event giảm giá cho tất cả quý vị và các bạn. Trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày hôm nay đến ngày 8 tháng 3, tất cả quý vị và các bạn qua mua hàng sẽ được giảm giá trực tiếp từ 100.000 đến 300.000 tùy tất cả loại sản phẩm nhé, các bạn nhé. Giảm giá từ 100.000 đến 300.000. Ngoài ra bên cửa hàng chúng tôi có even giảm giá pin cho các bạn này, từ pin iPhone 5S tới XS Max nhé. Thay pin chỉ từ 150.000 đến 350.000 đấy các bạn nhé. Rồi sau đó là được even tiếp giảm giá ốp chống bẩn cho tất cả dòng máy chỉ với giá 30.000. Rồi ngoài ra là tất cả các bạn quý vị cả không qua mua hàng chúng tôi, không cần phải mua hàng, vì qua cửa hàng thôi, chúng tôi cũng sẽ tặng cho các bạn tất cả ốp và cường lực của tất cả đầu máy miễn phí nhé các bạn nhé. Cường lực và ốp đều miễn phí này. Pin giảm giá even từ 150.000 đến 350.000 từ pin 5S tới XS Max các bạn nhé. Ốp chống bẩn đồng giá với giá 30.000 cho tất cả các loại loại máy các bạn nhé. Còn giảm trực tiếp vào máy này từ 100.000 đến 300.000. Đó, nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ ngày 8 tháng 3, tôi xin gửi chúc tất cả những người phụ nữ trên đất nước Việt Nam mình một ngày lễ vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Rồi tôi xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe và coi cái video của tôi. Xin chào tất cả quý vị và các bạn, xin chào các bạn. Hẹn gặp các bạn trong cái video tiếp theo. Chào các bạn.